Bây giờ em kết nối, đang kết nối con trên nè. Đó, gầm vô hát này nè. Ủa dồi ôi, quá đỉnh rồi. Hello. Hello, chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em trở lại kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, hôm nay lên khá là nhiều đồ xịn sò cho anh em chế cháo nha anh em. Đó. Mấy lo chép anh em. Đó. Chép xịn không nha. Đó. Lo bát, lo cọc, phân tám mấy phân tầng nha anh em. Đó, lo này lo của thằng lo Nga nha anh em. Đó, ok chưa? Gió với mấy cặp lo này, mấy cặp âm ly nha anh em. Đó, cassette này kia, đầu câm. Đó, Vang cơ bi quay này kia nha. Đó. Ok chưa? Con Runit nè, cặp lo, cassette, nói chung cũng khá nhiều đồ cho anh em chế cháo nghe nè. Rồi, không có nói dài dòng nữa, em sẽ máy qua, sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nghe em. Rồi anh em, trước khi vào giao thì cũng như mỗi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe làm ăn phát đạt nghe em. Đó, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2024. Đó, em cũng lên khá là nhiều đồ xịn sò cho anh em chế cháo nghe em. Trước mặt của mình, đó, đã lên cặp này nha. Đó, cặp lo xịn sò cho phải vớ vào vớ vẩn nghe em. Đó, con này kiểu nó là Sony nha. Nè, Sony Made in Taiwan. Đó, mấy con xuất Nhật không nè. Bụi bẩm nha anh em, con này là con chép đơm nha. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Ok cho anh em. Bụi bẩm nè. Đó, ngon lành nha. Đó, em gửi trong mấy thùng lo nè, anh em thấy chưa? Đó. Ngon lành cành đào anh em. Sony nè, nó Made in Taiwan nè. Đó, mấy con xuất Nhật không nha anh em. Đó, từ đôi đàng hoàng. Rồi, đem đo đường kính nha. Nhìn giống trái táo không? Đó. Ngang của nó 10 phân anh em. Đó, ngang 10 phân nha, ba lỗ ốc chéo. Từ đôi, từ nhỏ là 6 phân, từ lớn là 6.5. Rồi, test nhạc nha. Đó, test nhạc nghe nè. Ôi dồi. Rồi, đỉnh, ngon lành nha. Đó. Rồi tới em này nha. Ủa dồi. Rồi, ngon lành cành đào nghe em. Nó hát tốt làm sao. Rồi, lên giá em này luôn. Đó, em lên cặp chép đơm của Sony nghe em. Đó, hàng xịn sò. Cho hàng vớ vẩn vớ đó nha. Rồi, clip vừa rồi mã cuối đó là 157 ha. Em sẽ lên mã tiếp theo là 158 nghe nè. 158 em sẽ lên chép đơm này. Để cho anh em với giá là 200k cho cặp chép của Sony nghe nè. Đó, nó hát khá là tốt nghe nè. Đó, ok. Rồi, mã 158. Đó, 200k đã đi qua. Bắt đầu lần tới nữa nha anh em. Đó, lần tới cặp này đây. Trời ơi, con này nó xịn sò lắm nha anh em. Đây nè. Ok, còn riêng nhìn là biết nha anh em. Đó, con này con lo chép nha, JVC 16 ohm phải không ta? Ủa dồi, 16 ohm luôn nha em. Nó đẹp như đầy nga, đẹp ken luôn nha em. Đó, dây nhỏ lòng thòng. Nó mấy cái dắt nè, để lên cho anh em luôn. Đấy vậy luôn anh em. Đó, cái này làm lo lợi tới không chị nha. JVC nha, lo chép cho anh em. JVC tới 16 ohm luôn nha em. Đỉnh thiệt, 16 ohm chết nó khó hả nha. Rồi, đo đường kính. Con này thì đường kính là 9.5. Tầm hai lốc của nó là 11. Đó, củ từ thì bé xinh. 3.5 gần 4 rồi nè. Đó. Con máy này hát thì chắc nghe tiếng nó sáng lắm nè. Qua tủ cho anh em xem nè nha. Đó. Quá đỉnh rồi. Đó. Quá đỉnh. Rồi tới này ha. Quá dữ. Đó, ngon lành cành đào. Rồi, em sẽ lên giá cặp này luôn anh em. Đó,
hát khá là tốt nha nè. Đó, nó hát tốt lắm. Quan trọng lên tới 16 ohm nha nè, nó đỉnh luôn nha. Rồi, mã này là mã 159. Đó, 158 của tôi mã 159. 159. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 150k nha nè. Đó, hát tốt nha. Rồi, mã 159. Đó, lên cặp lo xịn sò của GVC đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo là cặp này nha. Ủa dồi ôi, găng thì găng vải nha nè. Đó, màng vải, mũi thì mũi carbon. Đó, cool là còn zin. Đó, anh em thấy chưa? Còn zin là hoàng nha nè, nhìn là biết nha. Con này của thằng Bi Owner. Đó, Bi Owner nha nè, 6 ohm. Ngon lành cành đào, từ đôi đồng hoàng nha. Đó, ở đây cũng vậy luôn nha. Không có cỏ đâu nha nè. Nè. Đó, nên làm lâu lời tới công chuyện luôn nha. Đó, găng vải màng carbon, ở lộn, găng vải màng vải, mũi mũi carbon ha. Cool là còn zin. Đó, từ đôi, Pioneer, hàng xịn sò nha em. Rồi, đem đo đường kính nha. Con này đường kính nó là tới 10 gần 12 luôn nè. Nè, 11 mấy gần 12 nha. Đó, ủ từ thì 5.5, từ là từ nhỏ, lớn là 6 phân. Rồi, test nhạc nha. Con này làm lo lờ tới công chuyện nha em. Đó, rồi nè, đó, đang điện thì bị tắt ngang ha. Rồi, em test lại nha em. Đó, nãy chưa chuẩn bị test là test tắt ngang. Đó, test lại nha. Bây giờ em để chế độ máy bay luôn, hết đây điện rồi. Rồi, test nha. Đó, qua tủ luôn nha anh em. Ôi dồi ôi, quá đỉnh, quá đỉnh. Đó, trời ơi, nó cool, nó zin như gì nha anh em. Nói chung độ nó zin như gì là ok. Quá dữ rồi. Đó, còn nó có Pioneer nha. Rồi, hát tốt, ngon lành cành đào. Hát khá tốt nha anh em. Rồi em lên giá này luôn nha. Đó, hát thì bao phê cho anh em luôn. Đó, rồi, từ mã này là mã 160 nè. 159 cho nó 160 nè. 160. Đó, em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó, nó hát tốt lắm nha anh em. Đó, hát nghe díu do luôn. Đó, ngon lành cành đào. Rồi, mã 160, 200k đã đi qua. Bao lâu lần tới nha em. Đó, lần tới hốt mấy phần tầng này cái một luôn cho nó chắc ăn. Mấy con này em không hơi xui nha em. Đó, con này là em chưa thử luôn. Đó, mấy đồ lặt vặt em rồi biến thử đâu anh em. Nè, một cặp này cặp bass 25 nè. Một đống đường tiếng luôn em. Gồm có là một con cảm nha. Con cảm là một con tụ, hai ba con tụ vậy nè. Đó, bóng đèn tùm lum hết chứ. Dắt nó gì. Nó, anh em về nghiên cứu chế cháu nha. Một thằng. Rồi thằng là thằng thứ hai. Thứ hai lần này đi. Đó, cái này cũng bass 25 luôn. Con này thì ba đường tiếng hay gì nè. Đó, tụ nó phì nha nè, ba đường tiếng. Thứ hai là một tụ nó phì thôi. Này dễ thay lắm nghe em, mấy thụ này dễ thay dữ lắm luôn á. Nè, tụ này 22 web hả hay gì nè. 22 vậy nè. Đó, 22 web nè. Ra ngoài chợ mua một con 1000 bạc nè. Đó, gắn vô. Đây cũng vậy luôn anh em. Đó, cái này cũng 25 luôn, ba đường tiếng nha. Đó, ba đường tiếng. Ok nha anh em. Đó, tầm 25 không đó. Ba đường tiếng nè, cái này còn ok nè. Ok chưa? Rồi, ba cái như vậy luôn, cái này bự rồi nha. Đó, hết này cho anh em luôn, giờ anh em chế cháo làm rồi không thử luôn. Thì mấy cái này anh em biết tụ con quá chết chút đỉnh con thôi chứ không khi nào chết khơ khơ nha anh em. Đó, anh em trong nghề là biết liền ha. Rồi, em lên giá luôn. Hết ba bộ ba cặp nha anh em. Đó, giờ cho anh em chế cháo em yêu học làm gì làm đi. Rồi, mã này mã 161 nha. 161 em sẽ lên 3 cặp thằng bác 25 cho anh em. Đó, 3 đường tiếng. Rồi, em sẽ để 3 cặp này cho anh em với giá là 300k thôi anh em. Đó, về cho anh em chế cháo nha. Đó, lắp qua lắp lợi anh em. Đó, nói chung mấy con này thì chết quá chết tụ thôi. Không khi nào chết khơ khơ luôn anh em. Nhưng mấy con này khó chết lắm, nhìn là biết rồi. Cặp này là gấp là đủ tiền trà bá luôn. Nó 25-30 đều được luôn. Rồi, cái mã 11, mã 161, 300k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha nè. Đó là một cặp lo nè, cặp bass nha, trà bá luôn nè. Khá đẹp nha. Nè. Ủa dù ôi. Đó, răng màng này đều đẹp hết nha em. Quan trọng màng da bò hay gì nè. Nhìn nó vàng vàng đã không? Đó, rất đẹp nha. Cool. Cool là còn zin đồng hoàng nha em. Vậy nè. Đó, anh em thấy chưa? Cổ từ cũng khá to nha. Rồi, để bên.
Thì em này cũng vậy luôn anh em. Y gan nha, hai con như một, một con cũng như hai thôi. Đó anh em thấy chưa? Ok, ngon lành cành đào. Đó. Rồi để em đo kính nha. Con này cũng khá đẹp nha. Quá đẹp rồi, đẹp xuất sắc. Rồi. Đo kính. Bát này là bát 30-5 là bát 30 đó anh em. Đó. Của Từ. Của Từ thì hơn 14 chút xíu nha anh em. Đó. Của Từ hơn 14 chút xíu nha, cũng khá to nha anh em. Rồi bắt đầu test nhạc nha. Nói chung em đi thẳng cái này nha anh em. Đó. Đi thẳng thôi. Ôi. Đây, test nhạc cho anh em nghe nè. Đi thẳng nha anh em. Đó, gỡ tủ bỏ ra luôn. Đó. Ôi. Rồi, tốt, hát quá dữ. Đó. Con này hát khỏe lắm anh em. Rồi tới em này nha. Cành đào đó hát quá trời lâu thương luôn đó. Rồi em lên giá cặp này nha anh em. Đó hát tốt, ngon lành cành đào. Rồi mã này 161, rồi tới mã 162 nha anh em. 162 em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 400k nha anh em. Rồi đó, mã 162 400k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một cặp này nè. Trời ơi, cặp này anh em thấy chưa? Đó, gân thun, màng màng gì. Đó, con này chắc có sự đụng chạm mà anh em ơi, nhìn biết à. Không có đâu nghe anh em. Đó, cool. Rồi, có sự đụng chạm rồi. Đó, nhưng mà con này giữ nghe anh em. AR gì nè. Đó, hàng AKR gì nè. Là hàng với bao vẳng luôn nghe anh em. Đó, gân lô Mỹ trời. Nè, từ nó bóng lưỡng chưa. Đó, hàng giữ nghe cho phải với bao vẳng nghe anh em. Đó, nhưng mà nó bị lầm lại rồi. Này vậy luôn. Nè không cỏ đâu nha. Đó. Ok. Của sự làm lợi rồi. AR này là hàng Mỹ gì đó anh em, nói chung anh em vô biết nha. Nè nhìn xương luôn biết rồi nè. Đó. Đó nằm thì nhìn thấy chưa? À dạ. Nhưng mà con cái bị làm lợi rồi. Rồi bán giá thường luôn cho chắc ăn. Rồi đó đường kính nha. Làm lợi mà con này còn sống gì đó, bắt anh bắt 20 nè. Đó, của Từ thì 10 phân. Chết nhạt nha. Đó mấy con này như sống anh em ơi. Đó, test nhạc thôi. Rồi, ngon lành cành đào, hát tốt. Đó, rồi tới này nha. Hát nghe sáng liệt. Lo là lo dữ đó anh em, nhưng mà tại bị làm lợi thôi chứ lo dữ á. Rồi đỉnh nha. Đó. Cái hàng mà để chữ AR này là hàng em nhớ của Mỹ chứ không lầm, biết phải không nghe nè. Đó, nhưng mà thôi em bán giá yêu thương thôi. Đó, mã này hát tốt nha. Đó, nhưng mà bị làm lợi, hát nghe rất sáng nghe nè. Đó, rồi mã này 163 nha. Đó, 162 rồi tới 163. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 300k nghe nè. Đó, tí làm lợi nhưng mà hàng không phải vớ vẩn vẫn nha. Đó, bởi vì bán giá 300k. Rồi, mã 163, 300k đã đi qua. Lần lần tới cái nè, đó lên cặp này nè. Cặp này đỉnh chưa? Đó. Cặp bát này bát 25 cái nè, khui. Khối nó đẹp như vậy nè. Đó, anh em thấy chưa, không cỏ nha. Cool. Cool là zin. Đó, không biết zin không mà thấy sạch gì nó zin rồi. Đó, anh em thấy chưa? Đó, cái xương, cái từ, cổ từ với xương sắt nó nhìn nó đã không anh em nè. Rất là dày dặn luôn nha. Đó. Ok, một thằng. Thì em này cũng vậy luôn thôi, không có gì khác nha. Đó, cọ thì không có cọ đâu. Đó. Đây nè, cũng bị gai nha anh em. Đó, ngon lành nha. Đó, cụ Từ nó không nhìn đã không, chiếu chiếu bảy màu nè. Rồi, đo đường kính nha nè. Đó, nấu cái này không có đầu bảo vệ ngoài, cái này không là cũng ngon nè. Đó, đo đường kính nha.
Con này bass 25 năm nha anh em. Đó. Của từ thì 12 phân. Đỉnh. Rồi. Con này test nhạc nó thôi. Để bật lên chút xíu. Đó, bật lên tí thôi. Đó, hồi nãy mình test bass 20 giờ tới bass 25 phải lớn chút nha anh em. Ngon lành cành đào đó hết tốt rồi tới hôm này nha. Con này đỉnh lắm nghe anh em. Trời con này đỉnh là gì đâu á. Đó anh em thấy chưa? Xương nó thôi. Xương nó dày dữ lắm luôn nghe anh em. Đó, rồi. Em lên giá này luôn. Đó. Mấy con đẹp đẽ sạch sẽ, hát tốt. Đó, của từ to. Con này hát karaoke được nha. Ngon lành nha. Rồi, mã này mã 164 nghe anh em. 164. Em sẽ để cầm này cho anh em với giá là 350k nghe anh em. Rồi, mã 164 350k để đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo. Đó là một cặp lo. Lo là lo Nga nha nè, nó nặng dữ lắm luôn nha nè. Lo là lo Nga nha. Nè. Ok cho lo Nga nha. Nè. Con này nặng lắm nha nè. Đó, như nè. Cái này có sự như là đụng chạm hết trơn rồi. Em thấy chưa? Đó. Khui, trời ơi. Trời, cứu tôi. Đó. Chết tôi này, người ta sơn, người dân ta xài ta sơn nè. Cọ thì không cọ đâu nè. Cái núm nó bự thì ghê luôn. Đó, không cọ đâu nghe em. Cái này có sự là người ta ấy là thôi nè. Đó, ngon lành nha. Một phần cặp này cặp lo Nga nghe em. Cặp lo xịn ra ngoài nha, nhưng nặng nè. Nó nặng như châu sình vậy. Đó. Con này ngon à. Đó, ok nghe em. Rồi con này chắc bán giá yêu thương cho anh em quá. Không. Con này muốn cọ hơi. Hơi. Rồi. Lo Nga hàng xịn sò nghe em. Rồi em đo đường kính thôi, cái này có sự sơn lại rồi. Đường kính là bass 25 nghe em. Đó. Tâm hải lốc của nó là 28. Con này nặng lắm nha, nặng như trâu luôn em. Đó, trong này nó bốn ốc nó bắt xung quanh nè. Từ đôi đồng hoàng nha, của từ nó bự lắm, đâu có từ luôn. Từ thôi đừng kinh khủng luôn. Của từ này 135 nghe em mà tôi từ đôi nữa. Nguyên miếng nãy sắt giữ chưa? Lo Nga nha. Đó anh em có chơi thì chơi, bán giá thường thôi. Nhưng mà test nó còn hát hò gì không? Giá cho chết luôn cho sự dễ xử. Vậy em cũng sống. Rồi, một thằng giấy nó chết mà nó sống luôn, ác thiệt, từ từ em. Đó, rồi tới này ha. Cầm nặng quá cầm không nổi. Rồi sống luôn. Rồi ngon lành cà đào nha. Đó. Quá bự quá nặng. Con này em bán giá yêu thương cho anh em luôn. Anh em nào thích lo Nga thì vô đây chốt nha anh em. Con này giá rẻ lắm đó. Lên bán cặp bát giá yêu thương cho anh em thôi. Giờ anh em chế cháo em đi học làm nha. Bát này bé 25 nha anh em. Đó, 25 cặp lo Nga. Rồi mã này. Mã này 165 nha anh em. 165 ha. 165. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 700k thôi anh em ơi. Giờ cho anh em chế cháo, em yêu học làm gì làm đi. Anh em nào mơ dòng này thì nên mua này nha anh em. Đó. Anh em về có lời làm là không muốn làm gì làm nữa tí anh em. Thì mã 165 700k nha. Đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con cassette. Cassette bé xinh xinh nha anh em. Nè, cặp bass nó còn ok nè. Đó, anh em thấy chưa? Con này hiểu con nào đây? Happy Music. Đó. Âu Stop. Mà play nói chung tiếng Anh đọc như gió vậy thôi. Đó anh em thấy chưa? Đây nè, có cái quay nha anh em. Đó, tay quay này hoàn cầm nó được đó nha. Đó, con này thì bé xinh xinh thôi, quay xung quanh cho anh em nè. Nó vậy đó anh em. Đó. Nó để điện 200-210 nhưng mà găm cho 220 nha anh em. Đó, có anten đầy đủ luôn. Đó. Có đường kính kia.
Con này dài của nó thì có khoảng 37 à. Đó. Ngang thì 18 phân à. Đó, đứng. Đứng thì có khoảng 13 phân nghe nè. Đó, nó bé bé xinh xinh, nó không có lớn quá nha. Đó. Rồi, gắm điện. Trời ơi, nghe gà gà nó biết hát được chân chứng tỏ bát còn nè. Đây là lần thứ 3 mà Tiến Hưng được tham gia chương trình thử thách của âm nhạc. Thì một cảm giác rất là nỗi quen thuộc khi mà được gặp lại anh Đức Hiếu cùng tất cả quý vị đó đang nghe đài. Thì mong rằng quý vị sẽ cùng đồng hành Tiến Hưng. Tiến Hưng quay trở lại phòng thu của Music Challenge và rất là tuyệt vời. Và Tiến Hưng là khách mời trong phòng thu và đó, MC Tiến Hưng sẽ đồng hành rồi, cùng với tất cả. Rồi, rút đi. Ngon lành cái đầu. Để chung sau đây. Rồi, ngon. Thì cái nút này bị liệt anh em. Cái này dở không lên nè, liệt dưới đây luôn. Đó, hát đại được anh em. Thì con này cũng là dàn ship vô hàng cổ anh em. Lâu đời rồi. Rồi, lên giá yêu thương thôi. Đó, hát đại được đó nghe. Mã này 166. Mã này 166 anh em. 166. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 200k thôi anh em ơi. Giờ cho anh em còn chế cháo em yêu học làm gì làm nữa. Đó, hát đại thì hát rồi đó. Mã 166, 200k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con cassette. Cassette này cassette quái đản thiệt. Cassette cổ anh em, bụi bặm nè. Đắt là chưa vệ sinh nha. Hai nút volume nữa nè anh em. Đó, hai nút volume nè. Ok chưa? Còn nút này nút gì đây? Còn nút này cứ ngắt à. Còn nút gì? Trời ơi nút cứ ngắt. Còn nút này nút gì nữa? Đó, anh em coi nghiên cứu nghe em. Nè, cái đài để tùm lum như nè. Đó. Chữ muốn mắt luôn. Nè, cái của con cây của này để Philip nghe em. Đó, còn này vuông đã không như nè. Quay xung quanh cho anh em xem nè. Bây giờ con này con cổ nghe em. Con này không biết nguồn đi hướng nào em kiếm nó giờ dây nguồn mới nằm đâu nữa. Nè. Không biết dây nguồn nó nằm đây quá anh em ơi, nè. Nhưng mà phải mở ốc tùm lum mới gỡ ra được. Thôi bán giá yêu thương như này trong đây thấy nè nha. Nè cặp cái bát đó là từ móng ngựa nè, giờ này anh em. Đó anh em thấy chưa? Đó cái bát là từ bốn ngựa nha. Thấy có nhiều thôi. Rồi. Nè em nhìn được cái bát nè anh em. Đó. Ok nha. Con này tình trạng nó là không có thử được, coi như là bán giá cho anh em trưng thôi. Anh em thấy con này phải vệ sinh dữ lắm mới sạch nha anh em. Nó bụi dữ lắm luôn á. Rồi đo đường kính đi. Con này cái quay nằm đâu với nữa. Đây. Ngang nó là cái khoảng dài nó có khoảng 295 nha anh em. Đó. Sâu nó là 8.5 à, 8 hơn chút xíu à. Đứng thì cỡ 20 phân. Đó. Con này quay nằm. Ủa dồi ôi, quay nằm đây nghe anh em. Này quay nữa nè. Quay quái đản được mấy cây. Trời ơi này mà không biết, đâu biết cái quay nằm đâu đâu. Vì cái lệnh quay này nè. Đúng là quái đản thì nó. Đó. Được. Đỉnh. Gài lỡ. Lụm nghe anh em. Cái nữa rồi. Chọt. Chọt. Đó. Rồi sách đi chơi. Đó. Không thích thì bật lỡ. Lắm. Rồi. Độc lạ Philip. Nó con này con Philip anh em, con này cũng dạng hàng cổ thôi. Đó. Giá yêu thương anh em, không thử giá yêu thương luôn mã này. Mã này 167 nha, 167. Em sẽ để con cái set này cho anh em với giá là 300 củ, lộn 300k nha anh em. Đó. 300k, 167 300k cho cái set này. Đó. Như vậy. Đó. Ô coi còn nguyên nha. Nhưng mà con cái nó hơi cứng này kia rồi, với anh em phải vệ sinh đắt ra nữa. Rồi 167 300k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo nghe anh em. Đó là một con cassette đó nha. Đó, cassette hiệu là Toshiba nghe anh em. Toshiba. GT SX26 nha. Nút ná đầy đủ nghe anh em. Đó, bát cũng còn găng rồi anh em thấy chưa? Bát còn găng nghe anh em, còn nguyên cho nha. Con này còn nguyên nè. Quay xung quanh cho anh em xem luôn. Anten có luôn nè nha. Đó, tay quay có luôn, quay có đầy đủ nha. Đây nè, mũi đen có luôn nè anh em thấy chưa? Con này điện thế thì nó gạt 220 anh em, 13W nè. Đó. Đằng sau cũng còn ok luôn anh em. Đó, con này có nguồn nè. Nè lên nguồn thấy chưa? Có nguồn nhưng mà bắt nó không hát anh em. Nè mở cái này ra có nè, có chạy nè. Đó, ok chưa? Đó chạy nha. Đó nó chớp đèn luôn nè. Này bóc nước vào chưa? Đó, nè đó nè. Đó, thấy chưa? Nó chớp một lần đèn luôn anh em. Rồi. Con này tình trạng nó đã như vậy nha. Đó có nguồn em thấy chạy nhưng mà nghe không nghe tiếng, là coi gầm này có hát không. Rút ra luôn. Đó rút ra ngoài đi. Nó dơ lâu quá nó dơ cái này. Rồi thử.
cái trong cái ngoài nào cũng được chứ. Đó. Thấy không? Đó. Đó, ok nghe nè. Rồi, tới này đi. Đó. Nhìn là biết hát rồi. Sửa lại. Nó xét. Rồi, cái này nghe tiếng chép không mà. Được rồi. Vậy là con này nó hát một cái một bên hát đầy đủ, một bên này hát chép không nghe nè. Đó. Cái dắt là nó xét quá, lâu ngày nó xét quá. Nó xét quá nó không ăn nổi luôn anh em vậy nè. Để vậy luôn. Rồi, con đường kính đi. Con này ngang nó 54. Dài nó 54, sâu nó là 13. Đứng là 19. Đó. Con này tình trạng thì em thấy băng nó hát anh em, chỉ có một cái là bass đó thì một con nó hát đầy đủ, con hát chép. Đó, thì em lên giá yêu thương ha. Mã này 168 nghe nè. 168. Mà con này khá đẹp, con này đẹp dữ lắm luôn nè. Đó, em sẽ để con này cho anh em với giá là 250k nha. Con này coi như là sữa lâu có ăn đó nè. Mã 168, 250k. Đó, đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe nè. Rồi, lên mã tiếp theo nghe nè. Đó là một con đầu câm nha. Đầu câm của lậu đây nghe nè, hàng xịn nha. Đó, lậu đây. Nè, bộ đen giờ trừ 1 nè. Đó, mặt trước cái nút đá đầy đủ nghe nè. Nè, có đèn vu đàng hoàng nữa nha. Đó, anh em thấy chưa, có đèn vu nghe nè. Đó, tình trạng đó nè. Ngon lành nha. Đó, mặt trên nó hơi xét nhẹ chỗ này chút xíu. Đó, bộ đen nằm đây. Đó, lậu đây nghe nè, bộ đen là giờ trừ 1. Con này điện thế 100V, 9W. Đó, Hitachi, nhưng mà con này người ta nói đã thay nguồn điện rồi nè, thay điện 220 rồi. Nhưng mà mình gom 110, 220 cũng được. Thì em mượn cọng dây này nha, dây nó đứt ngay đây nha nè. Mượn cọng dây câu vô thôi nha. Có gì em bứt cọng dây ra, anh em về tự câu vô nha. Em sẽ bớt giá cho anh em. Rồi, đó mặt này ok nha. Nút đá là quắc lộ ơ. Rồi, bấm cái vô vơ nằm đây nha. Con này cái mở băng thôi. Đó, anh em thấy chưa. Đó, nó đang sập nè. Trên đây để Sony ta. Anh em thấy nhỏ không? Sony Audio gì nè. Đó, đẩy lên nè. Đó, bắt đầu bắt power lên nè. Đó, mở ra được. Nè, nó chạy luôn nè anh em. Rồi, để em bắt bật lên coi. Chịu luôn nè. Đó, của nó không chạy ra. Đó, xả thì được nè. Xả ở đây rồi. Xả được nè. Đó, ok nha anh em. Rồi, nói vậy đó. Rồi, bắt đầu khui ra. Rồi, để vô luôn đi, khui ra. Khoan, con này nó khó khui chứ đây. Rồi, rút ra lại chứ. Khui. Ủa dồi, bên trong nó đẹp như vậy. Nè, giới thiệu đang chạy nè, anh em cho nè. Đó, anh em thấy chưa, giới thiệu nguyên bộ đang chạy nè. Quá khứ rồi nè. Đó, anh em thấy chưa. Đó, con này nói gì anh em, mạch bọng là còn zin hết trơn nè. Đó, dây nhợ nên anh em, mua tua này kia chạy chân. Nè, người ta đã đấu thay điện nguồn điện rồi nè không? Đó, 220 này nha. Ta đã thay đường điện rồi nghe anh em. Đó. Ngon lành nha. Nói chung có dùng nhầm chỗ cho để tắt này đi em ơi. Đó. Tắt nè. Đó, tùy theo có dùng ta thích xài 220 chỗ ta xài 220 thì ta thay nguồn điện cho nghe anh em. Đó. Ngon lành nha, như vậy nè. Khá đẹp nha. Đó. Rồi. Em sẽ gấp lại bị lên giá nghe anh em, giá yêu thương thôi. Đó, giờ cho anh em chế cháo làm gì làm đi. Rồi. Mã này 169 nghe nè, 69. Thì con này tình trạng là dây nó bị đứt ngay đây. Đó, anh em về câu lại. Và tình trạng thứ hai là nó thay nguồn điện 220 vô. Đó, rồi anh em tất cả những kia anh em xử lý nha. Đó, anh thấy nó chạy đó nhưng mà nó biết nó hát không biết. Thì giá thôi, mã 169 thì để em để con này cho anh em với giá là 500k thôi nghe nè. Đó, mã 169, 500k cho con đầu câm lậu đây này đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, lên mã tiếp theo anh em. Đó là một con van cơ nha anh em. Nè. Van cơ nó như vậy nha, còn đẹp keng nha anh em. Đó, con này để là BW, đó Made in USA là hoàng nè. Có để gì nha anh em? BW Made in USA. Đó, BW, model nó là DS-B338XL nha anh em. Nó tình trạng là còn rất đẹp nha, đẹp keng nha anh em. Đó thì cái này là bên mid nè, mid 1, mid 2, mid 3. Đó này chỉnh lô mà phải đúc vít vô chỉnh mới được nha. Lô là chung, hi là chép. Đó. Echo. Cái này delay. Đó, đây bass chép. Con này là chia cổng chỉnh cổng AB.
Electro Mid Von Mid Busit nha anh em. Lỗng mid là mid von, còn mid là mid mid Busit mid von. Cái này Electro Mid cho lu bu quá. Đọc cái mệt cho nó luôn á. Rồi, quay sau lưng cho anh em xem nè. Sau lưng là có dắt mấy cái cổng ca đông nha anh em. Đó. Súp nè, có ra kênh súp nè, bát nè. Với súp bát vậy đó. Anh em vô nghiên cứu nha. Rồi có mid vào đây nữa. Đó, ra sau lưng nè anh em. Thì cái này in là vô điện thoại này nha. Đó, in là vô điện thoại nè. Nè để là Bayway in mất in USA nè hoàng nha. Đó. Con này là Âu nó em kết nối xuống amply nè anh em. Đó, mở cái amply mình kết nối á. Điện thì điện của nó có thể là sử dụng là để trong đây nè anh em. Để vậy nè. Điện AC 110 tới 240 nè. Đó, chứ cho mình xài 110 luôn. 110 tới 240 đông vô xài bình thường. Con này gắt rồi nha. Rồi, bố nằm đây. Bắt lên. Đó, nghe một cái phịch chưa anh em? Nẫu số lên nha. Bắt đầu là bắt von thôi, von là lớn nằm đây nè. Music von nè, thấy chưa? Bắt lớn nè. Đó. Muốn lớn cái này lớn thêm. Đó. Cái đâu chuyển hại nè, chuyển hại đâu. Đó, chuyển hại đâu hát đâu, anh phải gầm qua bên đây mới hát lại, còn anh em chuyển hại qua lại hát lại nè. Đó. Để thử mít cho anh em xem nè. Đây bắt nhỏ là thử mít nha. Đó. Bắt nhỏ là thử mít nè. Gầm vô mít 1. Âm thanh tốt nha em. Rồi, chuyển mít tiếp theo. À nhỏ lên. Nhọc nha nha nha. Ấy lộn 1 2 3 má. 4 3 2 1. Âm thanh tốt nha em. Rồi. Mít tiếp theo. Mít 3 này nè. Đó thì anh em tương ứng chỉnh là nha. Nè, mít 1 với 2 với 3 nè. Em chỉnh lớn hết trơn. Đó, ngon lành cả đầu nha nè. Hát tốt. Quan trọng mở bên trong như thế nào nha. Rồi, để mở bên trong cho anh em nghe nè. Đó, bắt đầu khui. Tắt điện đi. Rút này luôn đi, để hầu là có công chuyện à. Rút ra cho chắc nha nè. Đó, rút cái này ra luôn đi. Đó. Đằng sau nút chỉnh tùm lum la cho nghe. Đó anh em về nghiên cứu nha. Sụt lui ra nè. Khui. Ôi dồi ôi, nó đẹp như vậy nè nghe anh em, bên trong nó đẹp như vậy nè. Đó anh em thấy chưa, đẹp keng luôn nha. Đó, để bay quay là mất in ra là hoàng nè. Đó, có để ngày tháng luôn. Ngày 20 tháng 1 năm 2017. Đó, có ngày sản xuất luôn. Ngon. Thấy chưa, nó đẹp chưa nha, linh kiện ok nha anh em. Linh kiện nó đẹp như vậy nha. Rồi, gáp lại, lên giá yêu thương cho anh em luôn. Con này không biết in USA thiệt hay giả nữa. Cho nên mà để tùm lum viên anh em. Đó, em bán giá yêu thương thôi cho nó chắc. Mã này 170. Mã này mã 170 nha anh em. Em sẽ lên cái con van cơ này để cho anh em với giá là 1 triệu nha. Đó, giờ cho anh em con này hát tốt luôn nha anh em. Rồi vô lắp vô hát luôn nè. Đó, mid này kia ok đàng hoàng nha. Rồi 170, 1 triệu cho con này đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một cái cục này nè. Cái cục này là thay thế cho cái phần của đầu của amply nha anh em. Nè, để là Runet nè. Runet đó F330. Hàng của sóng nhạc anh em thấy chưa? Đó. Ok nha anh em. Nút nó thì đầy đủ nè. Đó. Có nút này nó hơi hở nha anh em, nút này nè. Rồi coi như là ok nha. Đó, Runet nha anh em. Thì con này cũng hơi dạng hơi ấy nè, phải vệ sinh nha. Đó, con này phải vệ sinh là mới được nha anh em. Rồi, quay xung quanh cho anh em xem luôn. Đây nè. Con này Korea nha. Đó. Ok nha anh em nha. Đó, Runet nha. Runet là hàng xịn nha anh em. Nó đang gạt 220 nè. Đó. Rồi. Ngon lành cành đào. Cái con này cái dạng như là thí dụ như cái anh có cái âm ly á, hay là cái con mà con đẩy của anh em á, con đẩy công sức này kia đó, nó bị cũng như không có chỉnh nè. Mua cái này về nha, mấy cái đầu này bị hư á, không còn chỉnh ăn nữa thì mua cái này về là ok nha anh em. Để dành cao kê là cứng khừ luôn con này á, chuyên để cao kê đó anh em. Con này á nó nhiệm vụ chỉ nhiệm vụ thôi. Đó, như âm ly anh em nhà không còn hát hay nữa, cao kê không còn hay nữa thì mua cái này về lắp vô nha anh em. Đó thì kết nối cũng bình thường thôi. Đó, lấy thằng Âu của này nè, gắn in của amply. Đó, còn in của này, in là Music này kia nè anh em. Đó, thì gắn vô qua lên cái Bluetooth nha. Rồi, để bắt nguồn thử nha anh em. Đó, lên nguồn đàng hoàng nha. Rồi, bắt đầu bắt nhạc lên. Đã có nhạc, bắt lớn lên nè. Ôi dồi. Thank you.
đỉnh rồi, hát tốt luôn anh em. Đó, con này có nhiệm vụ năng tiếng luôn, rất rất lớn luôn nè, rất ngon luôn. Rồi bây giờ tới em thử mic nha, thử mic nè, thử mic cho đang chủ yếu là thử mic nghe hay nghe nè, vậy nè. Đó. Alo, 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 alo. Hai. Nhỏ lại chút xíu thôi. Đó. 3, 4, 5, 6, 7. Âm thanh tốt nha anh. Nói chung cái này để cho được khỏi bàn. Rồi, tới giữ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Âm thanh tốt nha anh. Ngon lành gần đào. Rồi, lụm gạo. Đó, nói chung cao kê, rất là ok nha. Con này cao kê là ngon luôn. Con này thì em cũng bán lâu bán con rồi anh em. Con này thì con kia thì mới lắm, con này thì nó hơi dặn anh em phải vệ sinh thêm. Rồi, bắt đầu em khui nha. Đó, bắt đầu khui nha anh em. Khui nè. Khui. Trời ơi, bên trong nó đẹp chi dày nè anh em. Đúng còn xin luôn. Nè. Anh em thấy chưa? Hàng của Junet là hàng dữ anh em nè. Ngon lành nha. Úi dù ôi. Nó đẹp như vậy nha. Nó chỉ là ấy thôi nè. Nè nó có ngôi xê trà bá trong nè, anh thấy chưa? Mấy này thì cao kê thì khỏi bàn nha. Đó, con này là chiên để cao kê nè. Đó, anh em là có công sức à, hay là cái âm ly anh em bị hư cái phần mà bên chỉnh lần trước á. Đó, mấy cái thằng mà cao kê không được á, hốt cái này dây lắp vô là cao kê là ngon anh em. Đó, hay là mấy con đẩy này kê anh em. Đưa mấy con quan cơ, quan số không còn hay nữa. Đưa con này vô cũng hay luôn anh em. Rồi, gắp nó đi. Bên trong khá là đẹp nè. Nó đẹp xuất sắc, bên ngoài nó không đẹp bằng bên trong thiệt. Nhưng mà nó bên ngoài không bằng bên trong nha, bên trong nó đẹp lắm nha, đẹp xuất sắc người nhìn luôn. Con này hồi lúc trước em bán hình như là 9 xị nha nè. Đó. Thì hôm nay em con này hơi cũ hơn chút xíu mặt trước thôi. Nó hơi bị yếu chút xíu thôi, không có gì nha nè. Đó, nhưng mà nó hát rất là tốt. Rồi mã này. 171. Mã này 171 nha nè, 171. Thì em sẽ để con này cho anh em với giá là 700k nha nè. Đó, hàng của Unet là hàng dữ nha. Đó, anh em thấy nè. Để sóng nhạc lên anh em hiểu, anh em là có từng chơi âm thanh là biết rồi, sóng nhạc là hiểu nha. Nói nhiều đồ hiểu à. Unet nha. Đó, Unet là hàng quắc á, cho hàng vớ qua vớ bản đâu. Rồi, 171, 700k cho con này đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Mã tiếp theo nha nè, là một con ly nha, để là té xe. Đó, nè. Té té xe xe nè. Ủa lộn. Té xa chứ không phải té xe lộn. Audio nha anh em. Đó. Vì GBA 800. Đó, con này thì nút đá đầy đủ nha anh em, chỉ có bụi bặm thôi. Nè. Ok nha, nãy giờ lấy con này thử đồ nè. Đó. Mặt trên thì xét xẹt nha anh em. Đó anh em thấy chưa? Quay xung quanh cho anh em xem luôn. Đó, nãy giờ là thử lấy con nó thử không đó. Con này thì hàng này hàng liên danh nha anh em. Nè, Ecorian lắp ráp Việt Nam hàng liên danh. Con này 600W nha, 200W trong cổng. Đó, điện 220. Rồi, ngon lành cành đào. Rồi bắt đầu test nhạc nãy giờ thì hát nó không, hôm nay hát lại cái nữa đó, chứ hát nó không đó. Nè bắt lên nè. Trời nhảy lè. Đó, nhảy lè biến cái vàng ha. Bắt lớn lên nè. Đó, đỉnh chưa? Đó, chuyện thầy. Hát tốt hơn cho nè. Hát tốt. Nói chung lỗ nào em cũng lo đâm lúc máng nha anh em. Hát tốt nha. Rồi, ngon lành cành đào. Bắt đầu là em khui ra nha. Gỡ này lên đi. Đó, bắt đầu khui. Khui đi. Khui bên trong như thế nào nha. Khui. Trời ơi. Úi giời. Đã chưa anh em? Nè. Ngon lành cành đào nha. Ở đây là 6 sò nha anh em, 6 sò nhỏ. Mạch đó nè. Đó, đây 6 là 12 nha, còn zin nha, nhìn là biết còn zin nha anh em. 4 con tụ nha. 4 tụ gì đây? 63V 10.000W nha nè. Đó, 4 tụ 63V 10.000W. Nguồn điện này thì 18-20A. Đó, nguồn điện này tới 18-20A nha nè. Đó, mạch bọng nói chung bạch xanh lè xanh lét nha nè. Đó, nói chung là còn zin hết á. Ồ, con Echo nằm đây luôn. No Echo thì 0306 nha nè. Đó, nói chung Echo này được rồi. Nãy giờ em cũng thử mic nó được đó. Ok đó. Rồi, gáp lại. Con này cũng sạch sẽ lắm nha nè. Đó, anh em chơi con này chơi nha. Đó. Hàng của em là hàng ve chai. Đó, anh em mua về cũng phải vệ sinh chút đỉnh nha, chứ không phải buông ra gì cái xài đâu. Đó. Thì nó vệ sinh nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Đó, hát tốt nó giờ đó. Thử mic cũng ok. Rồi mã đây. 172. Đó, 172. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 600k nha anh em. Đó, hát tốt nha. Nhìn nó còn xin như vậy được chưa anh em? Đó, ok chưa?
quá trời quá đất luôn ha. Con này quánh cặp 30 là tới công chuyện như nó nè. Đó, rồi mã 172, 600k đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã theo là một con Amly. Đó, Amly hiểu là gì su dăng dăng su dông vậy nè. Đó, BA 2333 là mã nha. 23N nha anh em. Đó. Tình trạng nó mặt trước nút lá đầy đủ nè. Con này khá nặng nha, 11 kg. Anh em thấy chưa? Ngon lành nha anh em. Quay xung quanh cho anh em xem luôn. Đó. Con này công suất là ủa dồi ôi, 900W nha anh em. Đó, 450W cho 1 cổng. Thứ dữ luôn. Đó, ngon lành nha. Hàng này chắc cũng hàng liên danh thôi anh em ơi. Nè, đây Việt Nam nè. Đó, nói chung hàng liên danh thôi nha. Rồi, em sẽ quay lại mặt trước cho anh em xem nha. Đó. Đó, ngon lành nha. Nhảy đờ le luôn nha anh em. Đó, ok nha. Bây giờ bắt lớn lên thôi. Ồ, bắt nhạc, mắt nhạc nè. Đó. Hát tốt nha nè. Đó, tới này. Tốt hết. Đây luôn. Đây luôn. Quá đỉnh rồi. Ngon lành cành đào anh em. Đó, hát tốt. Rồi, tắt. Khoan lấy thử mic cái. Thử mic cái đi. Nè, cầm vô. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. Con này hơi ngạt chút xíu nha. Dây nè. Rồi. Rồi tới dưới đi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đỉnh. Hàng này hàng liên danh nha em. Nhìn cái con điện cho là biết rồi. Bắt đầu khui nè. Đó. Rồi đi. Rồi đó, khui. Khui bên trong như thế nào nha. Khui. Khui. Ủa dồi ôi dồi nè anh em. Nó bự nha. Nhìn là biết hàng liên danh nha. Đó con này 8 sò lớn nha. 8 sò tô số 3 lớn nha. Ở đây 4, ở bên đây 4 nha nè. Đó 8 con nha. Mạch là liền lắm nha anh em. 4 con tụ nha. Con tụ bị gì nè. Đó con này 63 quanh 10.000 web nha. 4 con luôn nha. Nguồn điện thì 18-20 ampere. Đó. Quá trời cái mạch luôn nè. Đó ok nha anh em. Rồi con này thì anh em mua về coi có làm gì lỡ làm nha. À, ok thì cũng phải gột gạt là chuyện bình thường anh em. Rồi ngon lành, gáp lại viết mục tiêu luôn. Rồi mã này đó, mấy mã này, mã 173 nghe nè, phải không? Rồi 173, em sẽ để con này cho anh em với giá là 400k nghe nè. Đó về coi anh em có vụt phạch gì thêm không. Hát tốt nghe nè, con này khá nặng nha, 11 chứ mấy luôn. Rồi 173, 400k cho Camly này đã đi qua. Bây giờ lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi lên mã tiếp theo nghe nè. Một con Camly đẹp bự chà bá luôn. Để Giang Dua model là 9000 EW nghe nè. Đó, nhìn nè. Nào cái này luôn mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mít nghe nè. Đó, nút ná đẹp như vậy nè. Anh em thấy chưa? Karaoke mua ship đàng hoàng nè. Đó, con này là 10, nặng là 10, gần 10, 14kg hơn chút xíu nghe nè. Đó, con này đẹp keng luôn á. Em mở ốc ra để cho anh em xem nè. Con này điện thế 220, công suất thì 1000W nha anh em, 350W cho con cổng nha. Đó. Ok, ngon lành cành nào. Rồi. Đó. Quá dữ con này, nó bự nè. Rồi, bắt đầu bắt nguồn luôn nha anh em. Đó. Ok, ngay với lại cái bạch nha anh em. Bây giờ bắt lớn lên nè. Nó hát chỉ có con bên thôi nè. Hát con bên một. Ngon lành cái đầu, nó chỉ hát con bên tắt luôn. Rồi bắt đầu khui nha anh em, khui cho anh em xem bên trong, nó hát chỉ một bên thôi nha. Đó hát chỉ một bên thôi. Rồi bắt đầu khui nè, khui. Ủa dồi nó đẹp nè, đẹp kinh khủng luôn, kinh khủng khiếp. Thì con này tổng cộng là 16 con sò nhỏ nha anh em. Đó 16, bên đây 8 nè, và bên đây là 8 nha anh em. Đó
mạch thì còn liền, rất là liền luôn nha, 4 tụ đó. Nguồn điện này chắc cỡ khoảng 20 tới 25 ampe, nguồn điện to lắm nha em, 25 tới 20 ampe, có thể là 30 luôn chừng cho bá luôn nha. Nè, nói chung mấy con này đẹp sạch sẽ lắm nha em, đẹp sạch sẽ nhưng mà hát tùy có một bên thôi, quá đẹp rồi. Rồi gáp là lên giá yêu thương cho em luôn đó, giá yêu thương nha em. Rồi mã đây, mã này 174 nha em, 174 đó. Em sẽ bán con này cho em hát chỉ có bên, để cho em với giá là 500k thôi nha em. Đó, về cho anh em lấy cái gì đó lấy đó, sửa lại anh em. Con này đẹp bự lắm nha, chà bá luôn nha. Con này cả 1000W đó, 700W thì cho hai cổng đó. Rồi, mã 174 500k cho cái amply này đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một con amply hiệu đó là Boston Audio PA 3800 nha anh em. Đó, con này đỉnh chưa? Nút ná mặt trước đầy đủ nha. Nè. Quá trời nhiều nút nha anh em. Đó, đây là nút đẹp như vậy nha. Đó, nút khá là đẹp nha anh em. Đó. Nút là còn zin hết trơn luôn nè. Đó anh em thấy chưa? Con này này nó xung quanh thì nó đẹp lắm anh em nha nè. Đó. Boston Audio đồng hoàng nha. Ngon lành nha, quay xuống lưng cho anh em xem luôn. Đó. Con này made in Malaysia nè. Con này người ta gặt 110 và 230 nha anh em, nhưng mà người ta đã cắt ra ta chơi 230 luôn rồi. Sợ gầm lộn á. Đó. Ok cho anh em. Ngon lành nha, con này công suất đỉnh luôn á. 240W vậy nè. Đó. Rồi đang kết nối nha. Con này hát nhỏ xíu rồi nè, bắt nguồn luôn nè. Đó, đèn lên thấy ghê không? Đây gắn VC, bấm VC nè. Đâu rồi? Hát nhỏ xíu rồi. Đó. Hát nhỏ xíu rồi. Đó nè, thấy chưa? Rồi nó hát nhỏ xíu rồi anh em ơi. Rồi tắt đi. Nói chung con này bán giá xác chết cho nên luôn đi, cho nó hát nhỏ xíu rồi sao giờ. Con này là 14kg anh em, nặng 14kg nha. Đó. Rồi bắt đầu là em khui nha, bên trong như thế nào nha anh em. Rồi mới lên giá nha, bắt đầu khui. Khui. Trời ơi giùm nè. Dây nhỏ lằng quằng. Ủa sao dắt sức chui tới rồi. Này gì đây? Đó. Con này dắt sức nè. Đây dắt sức nè. Dòng này cái nè, linh kiện nè. Ủa sao nó sức dây cho người ta. Con này 2, 4, 5. Bên đây 5 nữa. 5 nữa là 10 con sọ nha nè. Không biết trong đây có còn con gì trong đây nữa không nữa. Đó. Con này đỉnh thiệt chứ. Nè anh em về coi, anh em là có thợ thầy đi kia, ngon lành con lấy con này nghe nè. Con này nó đỉnh thật sự luôn anh em nè. Đó. Ok nha nè. Rồi. Con này đỉnh nha, con này thị trường bán giá 6-7 củ là chuyện bình thường nha em. Con này nha, nói trước để em bán giá yêu thương thôi. Cái này dành cho anh em thợ nha. Anh em là kham được con này là vô nha em. Rồi, hát nhỏ thôi. Nó còn nhiều dắt để găm lắm mà không biết ai gỡ ra dắt lum la nè em. Đó anh em gì, thợ nghiên cứu có làm lợi được không nha. Đó, nào hay thì lụm tiền. Mã này mấy? Mã này 175 nha em. 175. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 1 triệu nha em. Đó. Rồi, mã 175, 1 triệu cho con amply này đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi em lên mã tiếp theo nghe anh em. Đó là một cặp thùng ha, cặp thùng nó như vậy nghe anh em. Đó, ngon lành cành đào nha. Đó anh em thấy chưa, ok cho anh em. Đó, vỏ thùng còn ok nha, có bán treo đồng hoàng nghe anh em. Đó, ok. Đó nó như vậy nha. Đó là nó có hiệu luôn nghe anh em. Đó, đây là Chinti Pro Audio model là K25S. Đó, con này thì 200W nha em. Đó. In Korea vậy nè. Đó, ok nha. Hai con thì như nhau thôi. Đó. Vỏ thùng còn ok lắm nha em. Nói chung vỏ thùng này đẹp à. Đó, cũng nhìn được nha em. Đó, ngon lành nha. Bây giờ em kết nối, đang kết nối con trên nè. Đó, gầm vô hát này nha em. Ủa gì ơi, quá đỉnh rồi. Đó, nói chung là hát tốt nha. Tao còn giữ nè. Hát khá là tốt nha nè. Đó, tao còn giữ. Ủa dồi ôi.
tốt nha. Đó, nói chung cặp này hát khá tốt nha anh em. Rồi, không có nói dài dòng nữa anh em ơi. Đó, em sẽ mở cho anh em xem bên trong. Khoan đo đường kính chứ. Con này con bass 25 nè. Để em đo đường kính cái nha anh em. Đó, đo đường kính cái. Ngang. Đó, bị ngang 51 nè. Sâu nó thì 30. Đứng cỡ 32 nha nè. Đó, rồi. Ngon lành cành đào. Rồi, em sẽ mở cho anh em xem một con bên trong. Rồi, mới lên giá nha nè. Rồi sau khi mở bên trong anh em thì em hối hận nhất là em mở con này ra, tổng cộng nó 8 con ốc là em mở gãy hết 7 con anh em nè, hối hận nhất luôn anh em. Đó, em mở cho anh em coi nè, gãy 7 con anh em. Đó, con này còn zin luôn, chỉ có ngon một gà, lát nữa em phải xây rồi bắt ốc khác vô anh em. Đó, xây chách tránh cái lời lằn gãy của nó. Thì con này chủ người ta nói có lúc nó có bánh gớt cái mũi loa ngoài người ta dán là thôi, chứ con này là còn zin anh em nè. Và rồi audio để luôn anh em. Đó, con này là còn zin, mở ốc là em biết rồi, cái này còn zin luôn nè. Đó thì lên một con chung hơn con chép về 10 phân, con này thì có khoảng 7-8 phân. Đó, 8 phân. Rồi, con bát em đo những con bát nha nè. Con bát này là 25 năm, là bát 25 á. Rồi, dỡ lên. Ôi, còn khá nặng nha nè, khá nặng nha. Con này tuy cái lỗ mũi như gì nhưng mà nó khiên nha nè. Đó, tại chủ ta nói là nhìn là biết nè. Đó nè, thấy chưa, ngon lành nha nè. Trời, con mã dạch luôn nè, cho quay quá qua vẫn luôn nha nè. Đó, nó có để luôn nè, 250 bát luôn nè, 4 ohm tới 8 ohm nha nè, có mạo vạch lòng vàng nha nè. Ô chơi ok nha nè. Đó, có nghĩa là hàng không phải vớ vào vớ vẳng đâu nha, méo này luôn. Đó, đo đường kính coi. Con này thì nó 12 là mấy đang ấy điện cái tắt ngang nha nè, đo lại rồi. Đó, nè nè thấy nè, đường kính 125 nha nè. Đó, 125, con này ok nha nè, bên trong nó như vậy nè. Đó, nó có tiêu âm nha, có phân tầng luôn nè, phân tầng luôn nè. Đó, nè thấy cho có phân tầng nha, tụ này là con cảm nè. Rồi, nó có tiêu âm nó gì vậy nha nè. Rồi, ngon lành cành đào. Đó, gấp lại, em sẽ lên giá này nha. Đó, con này thì củ tự to, quánh khỏe phải rồi. Rồi, mã này, mã này là mã mấy? 176 nha nè, 176. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 600k thôi nha nè. Đó, 600k thôi cho anh em mấy nha nè. Cái con này nữa em sẽ treo, em sẽ chịch lô ốc chút xíu này, gãy này nè, thấy chưa, một con, hai con, ba con, nói chung gãy 7 con nữa nè, là nó zin cái nào ha. Em chỉ xây nhẹ cái em lấy ốc khác bắt vô lại cái nè. Đó, chứ sao giờ đây. Rồi, cái mã 176 600k cũng là cái mã cuối cùng luôn nè. Đó thì không có nói dài dòng nữa. Đó, hôm nay cũng lên khá là nhiều đồ nha. Đó, có gì anh em vào kênh đăng ký ủng hộ mình nha nè. Rồi, không nói dài dòng nữa, bye bye nè. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Bye bye nè.